Xin chào các bác. Hôm nay cửa hàng bên em xin giới thiệu một mẫu găng tay mới. Đây. Mẫu găng tay thể thao mới này của bên em là có mã là BGT02. Có hai màu và màu đen và màu đỏ. Mẫu được sản xuất lòng trong thì làm bằng da. Đấy, rất chắc chắn và độ ma sát cao. Trên lòng bàn tay ở bên trong thì có các cái lỗ thoát khí động học thông minh để làm giảm cái nóng và cái khó chịu khi mình di chuyển hoặc là vận động chơi thể thao. Ở lòng bàn tay thì có các cái vân giả tạo nên cái độ bám chắc khi là mình sử dụng. Thiết kế rất thời trang, chất liệu vải co giãn thoải mái ạ. Kèm với đó là găng tay này là kín tay các bác nhé. Khi các bác chơi thể thao hoặc là sử dụng đi ngoài trời thì đều có thể là sử dụng kèm cả điện thoại nhé. Các đầu ngón tay là được thiết kế là sử dụng được điện thoại cảm ứng các bác nhé. Đeo rất vừa vặn ôm tay ạ. Có đủ các size cho các tay kể cả người lớn và trẻ em các bác ạ. Em sẽ test thử điện thoại các bác nhé. Đây. Sử dụng rất là nhanh nhạy các bác nhé. Khi chúng ta đạp xe hoặc là cầm nắm vào cái vật gì đấy, không cần phải tháo, vẫn có thể sử dụng được điện thoại ạ. Rất nhạy các bác nhé. Thì chiếc găng tay này bên em có hai màu, màu đỏ và màu đen. Đeo rất là thời trang và đẹp. Đây là màu đỏ. Thiết kế của màu đỏ và màu đen tương tự nhau các bác nhé. Các bác thích màu nào thì có thể đặt mua màu đó ạ. Bên em đủ size cả hai màu ạ. Xin cảm ơn các bác.